Tối ngày 20 tháng 9, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện và thu giữ gần 1.500 bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Đội Cảnh sát Kinh tế, Môi trường, Công an quận Thanh Khê phát hiện cơ sở Tiểu Hồng đang chuẩn bị đóng bánh trung thu vào từng hộp, rồi xuất ra thị trường. Điều đáng nói, trên bao bì sản phẩm đều không có nhãn mác, không có tên cơ sở sản xuất, không thành phần, không nguyên liệu mà chỉ có duy nhất mỗi hạng sử dụng và ngày sản xuất. Tuy nhiên, thời gian ghi ngày sản xuất không đúng với thực tế. Cụ thể, ngày sản xuất ghi trên bao bì là 24 tháng 9 năm 2023, trong khi ngày kiểm tra là 20 tháng 9 năm 2023. Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã niêm phong, tịch thu toàn bộ lô hàng trên và xử lý theo quy định của pháp luật.